cái nịt còn cái nịt còn cái nịt Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Dạo này dịch Covid-19 diễn ra khá là phức tạp nên là mọi người nhớ hãy tuân thủ theo quy định 5K nhé. Câu chuyện bắt đầu từ việc nhiều người hâm mộ thấy Phật Long khi ca sĩ Thủy Tiên cảm ơn nhiều người đã cùng cô quyên góp giúp đỡ người dân miền Trung nhưng không nhắc đến Trấn Thành. Bởi lẽ, trong khoản tiền kêu gọi được 8,3 tỷ đồng trong 3 ngày, Trấn Thành đã gửi 3 tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ bà con do MC Đại Nghĩa khởi xướng, 1 tỷ đồng cho Hồ Ngọc Hà, số còn lại, 4,3 tỷ đồng. Anh sẽ gửi thẳng vào tài khoản kêu gọi hỗ trợ bà con do Thủy Tiên khởi xướng. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng việc Thủy Tiên không lên tiếng cảm ơn Trấn Thành vì cô không nhận được tiền quyên góp từ Trấn Thành. Ca sĩ Thủy Tiên giải thích, vì lưu lượng chuyển khoản vào tài khoản của Tiên quá nhiều, 180 tỷ đồng, nên tiên không thể kiểm soát hết được mọi khoản tiền được chuyển đến. Thủy Tiên khẳng định sau khi nghe thông tin dâm gian trên mạng, ekip của cô cũng đã đối soát lại từ phía ngân hàng. Tuy nhiên cho đến nay, cô vẫn chưa tìm thấy khoản tiền 4,3 tỷ từ phía nghệ sĩ Trấn Thành vì lưu lượng chuyển tiền quá nhiều. Ngân hàng có nói để dễ kiểm tra nhất, Tiên cần có ủy nhiệm chi đã chuyển tiền từ phía Anh Thành. Nói thật, cũng khó để đối soát vì khoản chi đến nhiều quá. Thủy Tiên tiết lộ, trước thông tin này, bất ngờ. Người hâm mộ đào lại clip trò chuyện của MC Trấn Thành và MC Đại Nghĩa vào ngày 19 tháng 10 năm 2020. Được biết, clip này được ghi lại làm bằng chứng cho việc Trấn Thành đã gửi ba tỷ đồng kêu gọi từ các mạnh thường quân vào tài khoản cứu trợ miền Trung do MC Đại Nghĩa sáng lập để trực tiếp mang đến bà con miền Trung. Khi bàn đến những khó khăn, công kích về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện, Trấn Thành chia sẻ. Trấn Thành nói thế này: Chúng tôi không phải cái gì giỏi giang hay làm chuyện to tát, gây gớm gì, nhưng chúng tôi làm bằng cả tấm lòng. Có bao nhiêu giúp bấy nhiêu nhiều người cứ bắt nghệ sĩ chúng tôi phải giải trình số tiền từ thiện nếu như thế có lẽ chúng tôi sẽ không làm nữa đây không phải nhiệm vụ chúng tôi sinh ra phải làm làm từ thiện là xuất phát từ cái tâm và thiện nguyện của mình tụi em làm tụi em rất cực vì phải làm đủ thứ chuyện nói thật quý vị cái tiền đó không ăn đâu không ăn một đồng nào hết vì ăn không sống nổi không ngóc đầu lên được đâu quý vị yên tâm tụi em thà không làm tụi em đủ sức kiếm tiền nuôi sống bản thân nên không ai ăn đâu các bạn nào ác ý yêu cầu nói làm gì cho người ta rồi giải trình số tiền đi thì nói thiệt những người làm từ thiện người ta đón nhận những điều tiêu cực này giết người ta nàn. người ta sợ làm clip mc đại nghĩa và trấn thành bàn về cái khó của nghệ sĩ khi đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện nguồn youtube trấn thành lắng nghe những tâm sự của đàn em người có kinh nghiệm làm từ thiện nhiều nhất nhì bia là mc đại nghĩa đã lên tiếng trấn an và tiết lộ cách minh bạch tiền bạc đáng học hỏi giữ thái độ bình tĩnh mc đại nghĩa chia sẻ không sao đầu thành chúng ta không thể giải trình chi tiết rằng hôm nay mua gói mì này bao nhiêu tiền mua hộp sữa kia hết bao nhiêu nhưng tất cả các khoản tiền mọi người đóng góp vô tài khoản của nghĩa hoặc thành sẽ có thao tác minh bạch hết chúng tôi chỉ cái gì thì tất nhiên sẽ có cái chuyển khoản để gửi lên cho mọi người cùng theo dõi cũng như khi đến địa phương nào chúng tôi trao bao nhiêu phần quà thì sẽ có băng rôn mặc dù có nhiều người nói tại sao đi làm từ thiện phải trương cái tên mình lên làm gì nhưng phải đưa lên để quý vị biết chúng tôi làm rồi ngay cả việc chúng tôi ngồi đây quay cái clip này cũng vậy chúng tôi sợ mắc công người ta nói nhận tiền rồi không biết có làm gì hay không nếu như quý vị từng theo dõi đại nghĩa hay chấn thành trong công tác nghệ thuật và xã hội sẽ đặt niềm tin đại nghĩa hứa sẽ làm hết sức có thể để làm mọi thứ rõ ràng minh bạch cho quý vị sau mùa lũ này tôi sẽ chụp lại sao kê đóng góp và chi của mọi người để gửi lên chúng tôi sẽ có thao tác công bố bao nhiêu tiền nhận vào và các khoản chi ra vì mục đích gì cho địa phương nào liên quan tới việc chuyển tiền từ thiện cho ca sĩ thủy tiên phía chấn thành chưa có bất cứ phát ngôn nào chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin